Địa Tạng Bồ Tát giảng thuyết chú Thủy Hỏa Kiết Tường Quang Minh Đại Ký. Bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng liền từ tòa ngồi đứng dậy bạch Phật: Bạch Đại Đức Thế Tôn, con sẽ tế độ bốn châu này. Đệ tử Thế Tôn, tất cả Bhisso và Bhissoni, Obasaka, Obatuka, con sẽ làm cho tất cả đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, tăng trưởng giữ gìn nhớ nghĩ, tăng trưởng thọ mạng, tăng trưởng thân thể, tăng trưởng không bệnh, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tiếng khen, tăng trưởng vật dụng, tăng trưởng bạn bè, tăng trưởng đệ tử, tăng trưởng tình giới, tăng trưởng đa văn, tăng trưởng tuệ xã, tăng trưởng thiền định, tăng trưởng an nhẫn, tăng trưởng phương tiện, tăng trưởng ánh sáng thánh đế giác ngộ, tăng trưởng hướng đến chánh đạo đại thừa, tăng trưởng ánh sáng pháp, tăng trưởng giáo hóa hữu tình, tăng trưởng đại từ đại bi, tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tiếng tốt vang khắp ba cõi, tăng trưởng mưa pháp thấm nhuần ba cõi, tăng trưởng tinh khí chất bổ khắp đại địa, tăng trưởng tinh thần làm việc của tất cả chúng sanh, tăng trưởng tinh thần khéo thực hành chánh pháp, tăng trưởng trí tuệ sáng suốt, tăng trưởng diệu hành sáu pháp ba la mật, tăng trưởng ngũ giảng, tăng trưởng quán đảnh, tăng trưởng sanh thiên niết bàn. Nghĩa là dùng bài chú tổng trì tên Cụ Túc Thủy Hỏa Kiết Tường Quang Minh Đại Ký, còn ở trong vô số cõi Phật Thế Tôn vào thời quá khứ thân cận thọ trì Đà La Ni này, hay làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, tăng trưởng tất cả hạt giống, gốc rễ, mầm, cọng, cành, lá, hoa, quả, tinh khí, chất bổ, thuốc thang, ngũ cốc, tăng trưởng mưa thấm nhuần, tăng trưởng đất, nước, gió, lửa có lợi ích, tăng trưởng an vui, tăng trưởng của báu, tăng trưởng sức lực, tăng trưởng tất cả vật thọ dụng. Đà La Ni này có thể làm cho tất cả trí tuệ sắc bén, phá tan giặc phiền não, liền nói thần chú: Bạch Đức Thế Tôn, đó là thần chú tổng trì Cụ Túc Thủy Hỏa Kiết Tường Quang Minh Đại Ký. Con đã ở vô số cõi Phật Thế Tôn thời quá khứ thân cận phụng sự thọ trì Đà La Ni này, có thể làm tăng trưởng tất cả pháp trắng, nói rộng cho đến làm tăng trưởng tất cả vật dụng. Bạch Đại Đức Thế Tôn, Đà La Ni này có thể tế độ khắp bốn châu này, làm cho tất cả đệ tử Thế Tôn Bhisso, Bhissoni, Obasaka, Obatuka đều được tăng trưởng nhớ nghĩ, nói rộng cho đến tăng trưởng tất cả vật dụng. Đà La Ni này có thể làm cho thánh giáo giải thoát của Thế Tôn được hưng thạnh, trụ lâu ở đời, làm lợi ích an lạc cho chúng sanh trong ba cõi. Bấy giờ Đại Bồ Tát Địa Tạng giảng thuyết thần chú tổng trì đại ký như vậy. Khi ấy
núi Khư La Đế Gia đều chấn động, vô số thiên nhạc không đánh mà tự kêu, mưa vô lượng các loại hương hoa thơm đẹp và trân bảo cõi trời. Tất cả chúng hồi đều kinh ngạc, vui mừng, cho là việc kỳ lạ chưa từng có. Lúc ấy, trong hội có thiên nữ Đại Kiết Tường, thiên nữ Cụ Đại Kiết Tường, thiên nữ Đại Kỳ Diệu Âm, thiên nữ Đại Kiên Cố, thiên nữ Cụ Đại Thủy. Thiên nữ Phóng Đại Quang là đứng đầu trong tổng số 1.800.000 thiên nữ. Đối với 4 đại chủng đều được tự tại, rời khỏi chỗ ngồi, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, chắp tay cung kính bạch Phật. Thật là hy hữu, bạch Đại Đức, thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn. Chúng con tuy đối với 4 đại chủng được tự tại, nhưng không thể biết tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của 4 đại chủng này. Vị đại sĩ này đã đắc Bát Nhã Ba La Mật Đa Thậm Thâm Vi Tế, có thể hiểu biết rõ tướng sanh diệt, trái thuận, đầu giữa cuối của 4 đại chủng này. Nam Mô Địa Tạng Phụ Sa, Nam Mô Địa Tạng Phụ Sa, Nam Mô Địa Tạng Phụ.